Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink New nhé. Snowdrop tập 10, Kim Hae Yoon phản bội tổ quốc hay chính là em gái của Yoo In-na? Rất nhiều giả thiết được đưa ra sau khi Kai Bun Ok, Kim Hae Yoon đột ngột xuất hiện và chung một thuyền với Moran Hyo một Kang Chung Ya. Yoo In-na trong tập 10 Snowdrop. Trong tập trước Snowdrop, Kai Bun Ok Kim Hae Yoon đã vô tình tìm thấy một chiếc máy bộ đàm cuộn trong đống giấy vệ sinh tại thùng rác. Sau khi đó cô liên tục theo dõi những hành động của cô Pi. Yoon Se Ah, với biểu cảm khó đoán, cuối tập 9 khi tất cả các con tin cố gắng chạy trốn khỏi ký túc thì Bun Ok lại tìm vali tiền và giấu đi cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng khi Chung Kang Ya, Yoo In-na kịp thời xuất hiện. Không để con tin chạy thoát và nhấn kíp nổ bom toàn bộ ký túc xá khiến người xem kinh hoàng, dù Kang Mo, Giang Sung Jo đã phá kíp nổ trong căn phòng các con tin đang tập trung, tuy nhiên chưa có gì chắc chắn về sự an toàn của bọn họ. Không những thế Bun Ok không tập trung tại đây và tính mạng cô đang rất nguy hiểm, giữa lúc tính mạng tất cả mọi người trong ký túc chưa được xác nhận thì bộ ảnh mới được tung ra cho tập 10 tiết lộ Bun Ok, Kang Chung Ya và một số sinh viên vẫn còn sống. Tuy nhiên, điều khác lạ là bộ trang phục mà Bun Ok đang mặc, đó là chiếc váy chấm bi đỏ kết hợp mũ kiểu, đôi mắt cô lúc này thể hiện sự giận dữ khi giơ súng lên. L. Cả trang phục và khẩu súng Bun Ok cầm trong tay đều thật sự không phù hợp với tình huống đang bị bắt làm con tin hiện tại. Điều này khiến người xem tò mò đã có chuyện gì xảy ra và diễn biến tiếp theo trong tập 10 sẽ như thế nào. Điều đặc biệt hơn, Kang Chung Ya hay còn gọi là Moran Hyo một đặc vụ cấp cao của Triều Tiên, người đã nhấn kíp bom cho nổ cả ký túc mà không chút do dự cuối tập 9, được nhìn thấy đang đứng cạnh Bun Ok. Lúc này gương mặt Chung Ya không có vẻ nghi ngờ cô gái này mà còn rất tin tưởng. Trong khi đó Bun Ok ở bên cạnh không những không sợ hãi mà thể hiện khuôn mặt đắc thắng, như vậy, rất có thể Bun Ok là em gái của Chung Ya. Đúng như những gì Pi Sung Hee từng nói, chị cô là gián điệp, Chung Ya không ra mặt giúp đỡ Bun Ok, vì biết được cuối cùng họ sẽ an toàn, hoặc do Bun Ok đã tìm được bộ đàm, và trong lúc cố liên lạc với bên ngoài đã bị Chung Ya phát hiện, cô ta hiểu lầm rằng đây là người thuộc phe mình, cũng có thể, sau nhiều chuyện xảy ra và những uất ức phải chịu trong ký túc. Bun Ok tự nguyện về phe Chung Ya để tìm đường sống cho mình, chính xác chuyện gì sẽ xảy ra khiến Bun Ok lại thay đổi như vậy, đón xem tập 10 của Snowdrop phát sóng lúc 22:30 tối thứ Bảy, 15 phần 1 trên JTBC.